Rất vui mừng gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay 30 tháng 8 2016 có những nội dung chính sau đây. Sáng nay, tháng khuyến mãi lần thứ 11, một trong những hoạt động chính của mùa khuyến mãi năm nay đã chính thức khai mạc tại nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội chợ được tổ chức quy mô với mức giá giảm từ 10 đến 49% cho tất cả các loại mặt hàng và kéo dài cho đến cuối năm. So với năm ngoái, số doanh nghiệp tham gia mùa khuyến mãi năm nay tăng 300, hộ kinh doanh cá thể tăng 1.300 và cũng tăng hơn 1.000 điểm bán hàng. Các mặt hàng như thời trang, thực phẩm, điện tử, hàng gia dụng sẽ bùng nổ với mức giảm từ 10 đến 49%. Tháng khuyến mãi cũng có nhiều điểm mới như chương trình cơn lốc khuyến mãi sẽ diễn ra vào các ngày thứ Bảy trong tháng 10. Tiếp theo là hội chợ điểm hẹn Sài Gòn diễn ra vào tháng 11. Ngoài ra, với chương trình, lễ hội cuối năm, lễ hội khuyến mãi sẽ diễn ra từ 22 đến 25 tháng 12. Người tiêu dùng sẽ thoải mái mua sắm với mức giảm đến 50%. Khép lại tháng khuyến mãi sẽ là hội chợ xúc tiến tiêu dùng diễn ra vào những ngày cuối cùng của năm 2016. Giúp cho các doanh nghiệp của thành phố quảng bá được những cái sản phẩm đặc trưng của thành phố. Mùa khuyến mãi cũng là dịp đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp.